Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Du học cùng Tân Đại Dương. Chắc hẳn các bạn đã rất là quen thuộc với Học viện Quản lý Nhân gian Singapore rồi phải không nào? Học viện Quản lý Nhân gian được thành lập năm 2011 với tên gọi đầy đủ là Nhân gian Institute of Management, với chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên. Nhân gian ngày càng củng cố được vị trí của mình trong hệ thống giáo dục Singapore và được các bạn du học sinh lựa chọn. Du học Singapore tại trường Nhân gian với chất lượng giảng dạy, uy tín của trường được tổ chức giáo dục từ Singapore công nhận bằng các chứng chỉ HQC về lớp học chất lượng ISO 9001-2000. Đặc biệt, du học Singapore tại trường Nhân gian là một trong số ít những trường tư tại Singapore đạt chứng chỉ bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế EduTrack 4 năm. Hãy tham gia tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Nhân gian. Đa dạng chương trình, chi phí hợp lý. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2017, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ và chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, địa điểm tại văn phòng công ty Tân Đại Dương 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đăng ký qua số điện thoại 028 38 48 879 nhé. Những hỗ trợ của trường dành cho sinh viên đăng ký ghi danh tại tuần tham vấn: miễn phí làm bài kiểm tra đầu vào của trường, miễn phí tư vấn chọn trường, chọn ngành, hoàn tất các hồ sơ xin thư mời và visa, hỗ trợ phụ huynh sang thăm con em tại Singapore, hỗ trợ học sinh trong suốt thời gian học tập tại Singapore. Mặt khác, khi đăng ký học tại trường, các bạn sinh viên sẽ nhận được những ưu đãi từ trường như sau: giảm 50% phí đăng ký cho tất cả các khóa học, sinh viên đăng ký khóa học chính được tặng 1.000 đô sinh, các sinh viên học Anh văn đăng ký tiếp khóa chính đều được hưởng phần promotion trên. Đặc biệt, đối với chương trình MBA, các bạn sinh viên sẽ được giảm 3.000 đô sinh và tặng mini laptop. Thế mạnh của trường Nhân gian là gì? Tại Nhân gian, sinh viên có rất nhiều lựa chọn cho quá trình học tập của mình. Trường cung cấp cho sinh viên nhiều khóa học chuyên sâu với các chương trình cấp bằng đa dạng từ chứng chỉ cho tới cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, gồm các ngành như du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, xây dựng, logistics. Chương trình học tại Nhân gian được chấp nhận bởi Hiệp hội các trường đại học danh tiếng trên thế giới và bằng cấp có giá trị quốc tế ở Anh, Mỹ. Trường nằm ngay tại trung tâm thành phố Singapore. Sinh viên có cơ hội được tiếp cận với các hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, đồng thời rất là thuận tiện cho các bạn trong việc đi lại đến trường và ăn uống sau khi học. Đặc biệt, chương trình thực tập hưởng lương ngành du lịch khách sạn từ 8.000 tới 1.000 đô sinh tại khách sạn 4 đến 5 sao. Vì vậy, các bạn vừa có cơ hội thực tập và vừa tiết kiệm được chi phí. Nếu các bạn đã hoàn thành lớp 9 tại Việt Nam, các bạn có thể tham dự chương trình dự bị 4 tháng với học phí 4.400 đô sinh tại Nhân gian. Khóa học sẽ khai giảng vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 và 11. Sau khi hoàn thành chương trình dự bị, các bạn có đủ điều kiện theo học các chương trình cao đẳng tại Nhân gian. Nếu như các bạn chưa đủ điều kiện tiếng Anh để vào chương trình chính, thì các bạn có thể tham gia khóa học tiếng Anh tại trường với 3 cấp độ từ cơ bản, trung cấp tới cao cấp. Khóa học vào tiếng Anh với học phí là 2.200 đô sinh, cũng khai giảng vào các khóa tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 và 11. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Singapore tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về chọn ngành, chọn trường hoặc tư vấn hướng dẫn thủ tục giấy tờ điều kiện xin visa du học Singapore, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi qua địa chỉ Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, quận 1, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất qua số điện thoại 028 38 48 479, hoặc các bạn có thể liên hệ qua chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028 38 38 2080 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.